Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Đô, một kênh chuyên review về những dòng sản phẩm âm thanh cổ gồm loa, đầu CD, âm ly và đầu băng cối và một số các sản phẩm âm thanh khác như đài radio, cassette, đài cổ, sưu tầm các bác nhé. Vâng ạ, và trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia Audio lại về thêm được một số cái sản phẩm âm thanh để gửi đến các bác yêu âm nhạc trên mọi miền tổ quốc của chúng ta. Sản phẩm ngày hôm nay thì Hoàng Gia về thêm được thứ nhất là một chiếc đầu đĩa Sony 227SD đẹp, xuất sắc các bác nhé. Thì lát nữa em sẽ quay cho các bác chi tiết góc cạnh và đẹp ở chỗ nào thì Hoàng Gia sẽ xin phép được chỉ chi tiết cho các bác. Một chiếc âm ly của hãng Sansui, model SSC90. Dòng âm ly này thì có cả thùng xốp luôn các bác nhé, thùng xốp của nó đây. Con này thì em tra tất cả các kênh ở trên YouTube này, Google này, thì con này thì chưa thấy có bên nào, chưa thấy một cái bên cửa hàng nào có đăng tải bán con này các bác nhé. Con này thì là đối tác của những dòng loa có độ nhạy cao và những dòng loa toàn giải các bác nhé. Những bác nào đang chơi những loa có độ nhạy cao hoặc loa toàn giải thì chúng ta chơi những con âm ly như này không cần công suất quá lớn, nhưng mà quan trọng nhất là về âm sắc thì các bác chơi con này thì nó rất là hay. Đó, và một đôi loa toàn giải của hãng Philips, đôi loa này đôi loa rất đẹp, bát 16 và nó còn thùng vách của nó còn nguyên bản nguyên zin hết nhá, không có phải là thùng chế trong một cái dòng loa toàn giải mà các bác xem ở trên mạng thì hầu như người ta sẽ mua củ về người ta chế thùng, người ta đóng thùng, thì cái đấy em không nói gì. Còn tất cả những cái sản phẩm loa Hoàng Gia này đều là nguyên bản nguyên zin từ vỏ thùng các bác nhá. Đây là đôi loa toàn giải của Philips, bác nào thích những chất loa toàn giải thì các bác liên hệ với Hoàng Gia Audio. Và con đầu cối Otari, cũng một dòng đầu băng cối của hãng Nhật sản xuất. Và cái dòng này thì là sản xuất chuyên dụng cho phòng thu âm của các ví dụ như là ngày xưa thì các ca sĩ hoặc nhà đài thì người ta sẽ sử dụng cái hãng Otari này. Thì hôm nay thì Hoàng Gia sẽ đi chi tiết sản phẩm, từng sản phẩm một nhá. Vâng ạ, và trước khi vào video này thì em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và đang xem clip này của Hoàng Gia Audio bên em. Và đầu tiên thì Hoàng Gia xin được giới thiệu về chiếc đầu đĩa 227. Những cái dòng này thì Hoàng Gia bán thì không biết là bao nhiêu chiếc rồi, nhưng mà về chiếc nào thì Hoàng Gia vẫn test cho các bác và quay chi tiết cận cảnh cho các bác. Đấy, phần nhận mắt nhận bài này. Đấy, các bác nhìn nhá, nó rất là nhanh. Đấy, hoặc là các bác bỏ tua này, tua nhanh này, các bác bỏ tay này, nó nhận luôn. Đấy, hoặc về bài 1 này, nó nhận đọc ngay. Thì đấy là những cái mắt nó tốt các bác nhá. Cơ ra này rất là ngọt. Đấy, cơ vào này. Đó. Thì đấy, nó nhận bài luôn các bạn này. Đấy. Và con này nó đẹp ở chỗ nào thì Hoàng Gia cùng các bác đi này. Thứ nhất về mặt mũi này, các bác nhìn này, mặt nó đẹp nhá. Bóng luôn, không có vết xước, vết sẹo gì. Đấy, phần mặt trên này. Đấy. Thứ hai là cái gì ạ? Cái phần cầu này. Cầu đấu rắc này. Nó qua xe này các bác nhìn này, nó sáng bóng nhỉ. Nó sáng bóng. Đấy. Con này có hai đầu ra và một cổng quang. Các bác lưu ý nếu dùng cổng quang chúng ta gạt bên đây nhá. Muốn dùng cổng quang mà cáp đồng trục thì chúng ta gạt sang phía bên này nhá. Còn nếu mà chúng ta muốn nghe AUX qua hoa sen thì chúng ta phải gạt về phía bên này. Các bác lưu ý nhá. Đấy. Con này có cái series là 630. Đấy, series 3 số cuối là 630 nhá. Đấy, dây này, dây của nó này các bác nhá. Con này rất đẹp luôn. Đấy, rất ít khi về những con đẹp như này. Tất cả đẹp như này đều là hàng đấu giá mạng hết các bác nhá. Đấy. 227ESD. Vâng, và chiếc này thì Hoàng Gia vẫn đang bán với một cái giá là 3.600.000 đồng các bác nhá. 3.600.000 đồng cho chiếc âm chiếc đầu CD của hãng Sony, mắt đọc tốt 227SD, giải mã chip giải mã TDA1541 đây. Một trong những dòng chip rất là huyền thoại nổi tiếng của hãng. Đó. Và bây giờ thì em xin được giới thiệu đến các bác. Bỏ nó bịa đây đấy nha. Con âm ly của hãng Sansui. Đây, cái vỏ gỗ nguyên bản nó đây. Đấy. Hồi gỗ nha bác nhá. Con này có cái model là SSC-90 Solitech. Con này là âm ly đài. Tuy nhiên thì đài FM của nó này nghe bắt đến 90 thôi, vì đây là dòng nội địa Nhật. Và con này nó chỉ có một cầu điện, nó là điện 100. Vì giải đài 190 này có nghĩa là nó chỉ dừng cho nội địa của Nhật Bản thôi. Đấy, FM nghe tốt, bắt nét. Còn AM thì hiện tại là đang không hoạt động các bác nhá. Và các con này nó rất đơn giản thôi, nó chỉ có nút chỉnh bass, tép, volume 35 và chế độ đầu vào FM AM thôi, chứ nó không có cái loud nớt hay là cái gì cả. Rất đơn giản thôi. Nó giống như những dòng âm ly của Mỹ thì nó chỉ có vài nút cơ bản thôi, nhưng mà chất âm của những dòng này thì đánh loa cổ hoặc là những cái dòng loa độ nhạy cao và những đặc biệt là loa toàn giải. Con này thì đánh 4 con sò, sò sắt, sò nghé các nhá. Sò nghé, sò xanh ken. Đáy cửa máy đây, tất cả những cái phần chân còn nguyên này. Đấy các bác nhá.
Con này về trong tình trạng nó sẽ có một cái vỏ thùng nguyên bản nó như thế này. Đây em quay cho bác chi tiết này. Đây là cái dây anten nó này. Đấy, dây nguyên bản nhá. Dây nguyên bản đi theo máy là một cái dây anten như này. Cái thùng nó đây, các bác nhìn cái thùng nguyên bản nó này, nó có những cái phi nối này. Đấy. Thùng này thì trong này nó sẽ có cái xốp. Xốp riêng của nó nhá. Xốp có chữ săn xui này. Xốp riêng của nó. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái sản phẩm đã được sử dụng rồi chứ không phải là hàng tồn kho chưa sử dụng các bác nhé. Đây là cái hàng cũng đã sử dụng tại Nhật rồi. Tuy nhiên thì cái chủ nhân của cái chiếc âm ly này bên Nhật thì người ta còn rất là giữ gìn. Người ta còn có cả những cái thùng ở đây. Đấy. Về trong tình trạng là còn cả thùng. Thì Hoàng Gia cũng xin báo giá cho các bác để các bác biết thôi. Đấy. Con này thì nó không làm cầu loa đấu như những cầu đi khác đâu các bác nhé. Đấy. Nó chỉ nó làm chế thêm một cái cầu đấu loa này cho các bác này. Đấy, để các bác cắm loa vào đây. Đấy, nó không có cái cầu trực tiếp ở đây các bác nhá. Sắt xi con này thì còn tương đối là đẹp, mặt mũi thì đẹp, không có chảy xước gì cả. Đấy. Các bác có dòng loa là độ nhạy cao, nó cổ thì đánh vào con này thì rất là hay và giá con này rất là bình dân các bác nhá. Con này thì âm ly này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 6 triệu đồng các bác nhá. 6 triệu đồng cho con âm ly cổ SSC90 của Sansui. Đấy. Tiếp theo thì Hoàng Gia xin giới thiệu đến con đầu cối Tech, con đầu cối này của Otari model MX550. Đấy, mời các bác nhé, chúng ta sẽ cùng nghe. Đây là đầu cối đây. Đấy, top này. Con này chạy 2 chiều băng 7 4 trách. Nó có hai cái đồng hồ vu rất là to, màu vàng nữa, rất là đẹp. Đấy. Máy rất nặng các bác nhá. Máy rất nặng luôn. Đấy. Đầu này, đầu ao này. Âm lượng đầu ra này, đây là âm lượng nằm rè hoặc là thu âm này, mic này. Đấy, có cả echo này. Đấy, có cả echo vì cái này nó là phòng thu mà. Nên nó có cả phần echo và phần sound in sound này. Đấy, dành riêng đặc trưng cho phòng thu nó sẽ phải có cái chức năng này. Đấy. Những dòng máy phòng thu này là dòng máy chuyên dụng thì đa số thì chất âm nó rất là hay. Đấy. Tua này. Tốp này. Tua trái tua phải này. Hệ thống lệnh cũng như hệ thống phanh còn rất là tốt các bác nhá. Vỏ của nó nguyên bản này. Đấy, vỏ gỗ nguyên bản. Mặt phay nhôm, mặt phay inox. Đấy. Dòng này rất nặng luôn. Nó phải nặng khoảng 25 kg con máy này. Và con máy này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 12.500.000 đồng và giá trên là không bao gồm băng và xương băng các bác nhá. Không bao gồm băng và xương băng. Đi kèm với nó là sẽ có một cái dây nguồn xịn của nó. Cái dây nguồn này là nguồn theo máy này các bác này, không lưu ý nhá. Đấy. Đây, Otari, con này thì ở đây nó này, sản xuất tục Tokyo Japan này này. Đấy các bác nhá. Đấy, đầu vào, đầu ra này. Và hệ thống quạt này, chạy 3 motor. Đấy. 12.500.000 đồng. Tiếp theo Hoàng Gia xin giới thiệu đến các bác một đôi loa toàn giải của hãng Philips. Đấy, bát của nó đây. Toàn giải phễu này, bát của nó chỉ có 16 cm thôi. Thùng vách gọi là zin đét các bác nhá. Thùng vách nó đây. Nó rất nhẹ thôi, loa toàn giải thì nó chỉ có một vài kg thôi, không có nặng được. Đấy, làm rất là đơn giản. Nếu bác nào mà thích nghe những dòng nhạc cổ, nhạc băng cối hoặc là những dòng nhạc hát chầu văn hoặc là những cái dòng nhạc đấy hát chầu văn đấy các bác, thì dòng này thì chơi rất là hay. Nó lợi về tiếng trung âm và nó thể hiện rất rõ cái tiếng nhạc cụ các bác nhá. Philips con này là 4 ohm, đa số loa tần giải thì nó đều là 4 ohm hết. Đấy, made in Benzoom này. Đấy, Benzoom. Đấy. Đấy, thì đây nó có series Philips. Một cái hãng cũng rất là nổi tiếng về loa. Chiều cao của nó thì khoảng hơn 50 cm được các bác nhá. Chiều ngang khoảng hơn 20. Đấy. Chiều sâu chắc khoảng 17-18 thôi. Trọng lượng loa thì rất là nhẹ vì bản thân loa toàn giải thì cái củ nam châm của nó rất là bé các bác nhá. Nó như cái đít chén thôi, chứ không to đâu. Đấy, đặc trưng của loa toàn giải nó thế. Đấy, nó mới ra được cái lời nó hay. Còn nếu mà củ nam châm to giống như loa kia thì nó sẽ không thiên về, nó không gọi là loa toàn giải nữa và nó sẽ không thiên về cái trung âm nữa các bác nhá. Thì dòng loa toàn giải này thì chỉ những bác nào là thích những cái dòng mộc mạc tự nhiên của chất âm, đặc biệt là nghe băng cối, nhạc thu âm trước năm 75 hoặc là những cái dòng nhạc hát chầu văn ấy, thì dòng này thì rất là hay. Nó thể hiện được cái trung âm và cái thể hiện được cái lời ca sĩ rất là chi tiết và mộc mạc rõ nét các bác nhá. Và nếu mà chúng ta nghe đĩa CD thì dòng loa này lại không hay, bởi vì nghe đĩa CD hoặc nghe nhạc mạng thì cái dòng này thì nó không có nhiều bát nên nghe nó không thích tai các bác nhá. Vì cái dòng loa toàn giải thì em nói rồi, nó thiên về trung âm hơn, nó không thiên về giải bát, nó không thiên về cái giải trung giải tép.
nên là nó chỉ thiên vào giải middle thôi, giải trung thôi. Nên là chỉ những dòng nhạc thu âm trước năm 75 analog hoặc là những cái dòng nhạc bây giờ này người ta chơi nhạc hát chầu văn ấy, thì chơi cái dòng loa này thì nó rất là phù hợp. Các bác để ý những cái giá chầu văn người ta thường hát ấy, người ta thường các bác để ý những cái nôi loa đều là loa toàn giải hết. Người ta dựng thùng lên, người ta chơi những dòng loa toàn giải và người ta có thể lắp loa toàn giải của Nga, toàn giải của Đức, sau đó người ta lên thùng, sau đó người ta kết hợp với những cái chiếc âm ly của người ta chuyên dụng hát chầu văn, thì các bác để ý không? Cái những cái giá chầu đấy hát rất là hay. Vì đặc trưng những dòng loa toàn giải thì nó thể hiện cái gì ạ? Cái lời ca sĩ và những cái nhạc cụ đó là nhị này, sáo này, rồi đàn tranh này, đàn nguyệt này, rồi đấy, nó thể hiện rất là hay và chi tiết mộc mạc các bác nhá. Vâng, và cảm ơn các bác đang theo dõi clip này. Thì em cũng xin phép được báo giá con loa toàn giải của Philips này. Đôi loa này Hoàng Gia đang bán với giá là 6 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. 6 triệu 500 ngàn đồng cho loa toàn giải Philips zin từ thùng luôn các bác nhá, zin từ thùng đến phần bên trong các bác nhá. Vâng, và em xin phép được kết thúc video tại đây. Mọi thông tin chi tiết mời các bác liên hệ trực tiếp với Hoàng Gia theo số điện thoại như trên tấm biển này: 0975 884009. Địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng ạ. Và tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc. Và giá trên là báo không bao ship. Vâng ạ. Cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.